ai đã từng đi qua những ngày tháng ấu thơ, hẳn đều động lại trong ký ức của mình hình ảnh những đêm trung thu rộn ràng niềm vui thơ ấu. Thế mà có những đứa trẻ dường như chưa một lần trong đời biết đến niềm hạnh phúc dung dị ấy. Và có lẽ ước mơ được một lần phá cổ trung thu, được múa ca dưới ánh trăng vàng, được rước những chiếc đèn sắc xanh, sắc đỏ đã trở thành niềm khát khao của biết bao nhiêu trẻ thơ khốn khó. Hiểu được những niềm mơ ước ấy, nhiều đêm hội trăng rằm do các nhóm công tác xã hội, những mạnh thường quân đã đứng ra tổ chức với tấm lòng yêu trẻ, với kỳ vọng sẽ đem lại cho các em những kỷ niệm đáng nhớ của một mùa trung thu ấm áp tình người. Xuất phát khá sớm trong mùa trung thu này, có lẽ là làng nướng Nam Bộ do nữ tướng đầu bếp Nguyễn Ngọc Thu dẫn đầu. Chỉ mới đầu tháng 8 âm lịch, cũng đúng vào ngày khai giảng năm học mới, cùng gia đình trở về quê hương Trảng Bàng, Tây Ninh mừng khánh thành ngôi nhà từ đường. Bà Nguyễn Ngọc Thu đã tổ chức tặng quà trung thu sớm cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn. Hơn 300 bộ quần áo đồng phục đã được chính tay bà và các con trao tặng cho những đứa trẻ nghèo đầu trần khét nắng. Quý lắm thay những nghĩa cử ấy, bởi có những em hoàn cảnh khó khăn đến độ sau vài ba năm mà vẫn cứ mặc hoài bộ quần áo cũ. Lớn lên từ nghèo khó, có lẽ vì thế mà bà hiểu rõ sự tự ti của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc. Và vì thế, cứ có dịp là bà lại tổ chức những chuyến từ thiện tặng gạo, tặng tiền cho người dân nghèo khắp nơi, tặng tập vở, áo quần cho những đứa trẻ học trò nghèo. Từ lúc tôi còn nhỏ đó, thì mỗi lần tới trung thu thì mỗi đứa trẻ đều xách lồng đèn đi chơi. Mình đứng mà mình ngó, mà mình không được cái lồng đèn đó. Tại vì gia đình ngoại thì nghèo, phải làm bữa nào ăn bữa đó, đâu có thể dành dụm cho cháu mà chơi trung thu được. Thì sau này con tôi nó cũng lớn lên mà nó cũng không được nhiều cái may mắn hơn những đứa bé mà đồ thì thiếu thốn để chơi. Nên tới trung thu là tôi lại nhớ tại sao mà tới giờ này tôi phải chịu cực. Bây giờ tôi bệnh tôi đau lắm, trời, làm trung thu cho con đem lên cô nhi viện để mà tặng cho mấy trẻ cô nhi viện một coi. Rồi ở quê hương tôi là có những đứa trẻ nó nghèo, nó học tại cái trường làng của gần nhà tôi. Từ đó mà tôi mới tội nghiệp mà thương đứa bé mà nó thiếu thốn vậy đó. Thành ra mình đã dành chút tình thương, mình chia sẻ với các em để cho có một cái nguồn vui chút chút. Thấy những đứa trẻ như vậy nó được phần quà, rồi phải được những bộ đồ đẹp, nó cũng là một điều vui cho mình. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết Trung Thu là bà Nguyễn Ngọc Thu lại tập trung cả gia đình và đội ngũ nhân viên mất 3 ngày liên tục cần mẫn ngồi gói từng chiếc bánh để gửi đến các em thiếu nhi và các hộ nghèo ở địa phương bà đang sinh sống và các tỉnh lân cận. Thời gian gần đây, mặc dù sức khỏe không còn được như trước, nhất là chứng đau nhức xương khớp, nhưng bà vẫn tỉ mẩn chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để gói ghém các loại bánh trái, gửi vào đó là tình cảm đong đầy tình yêu thương, thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của người nghèo. Bởi đi lên từ cái nghèo, bà hiểu lắm câu mà ông bà xưa đã dạy, bầu ơi thương lấy bí cùng. Cũng cùng ý tưởng chăm lo trung thu cho trẻ em vùng sâu vùng xa là nhóm công tác xã hội Hạt Cát Vàng, thành phố Hồ Chí Minh với chương trình Trung Thu Ấm Áp, Thắp Sáng Ước Mơ. Quen biết nhau trên mạng xã hội, thuộc nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần khác nhau, nhưng điểm tương đồng ở các bạn trẻ này chính là sự đồng cảm và mong muốn được chia sẻ phần nào sự khó khăn với bà con nghèo, với các em thiếu nhi ở khắp các vùng miền đất nước. Chính thức thành lập từ năm 2008, 8 năm qua, nhóm công tác xã hội Hạt Cát Vàng đã đem yêu thương đến với những vùng đất còn gặp nhiều khó khăn để trao gửi tấm lòng đến bà con. Ở mùa trung thu này, những bạn trẻ giàu lòng nhân ái đã kêu gọi sự chung tay của nhiều cá nhân và đơn vị sản xuất cùng góp công góp của để đem đến cho các em thiếu nhi vùng sâu một chút không khí đón trăng thu. Năm nay nè, thì Hạt Cát Vàng cố tình muốn làm tại một buổi chiều tối để có thể có một cái đêm rước đèn với các em. Và các thành viên của Hạt Cát Vàng rất là háo hức
Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng trong đêm nay chúng tôi sẽ được sống lại cái cảm giác như cái thời thơ ấu của mình. Và cái hay hơn nữa là được trang hòa, được chia sẻ cùng với các em nghèo. Và chắc chắn là đêm trung thu đêm nay sẽ có một chương trình rất là thú vị, rất là ấm cúng. Đúng với cái chủ đề mà chúng tôi đang mang đến, đó là trung thu ấm áp, thắp sáng ước mơ. Địa bàn mà nhóm công tác xã hội Hạt Cát Vàng hướng đến trong mùa trăng này chính là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đoàn đã dừng chân và đem lại cho hơn 400 em học sinh trường tiểu học và mầm non Tân Phước Tây một bầu không khí tưng bừng chưa từng có. Một chương trình biểu diễn văn nghệ, xiếc, ảo thuật nhiều màu sắc vui nhộn, cuốn hút sự chú ý không chỉ của các em mà còn cả phụ huynh học sinh nữa. Cũng phải thôi, bởi từ xưa đến nay, dường như chưa lần nào các em được tổ chức riêng cho mình một chương trình như vậy cả. Và hôm nay là lần đầu tiên các em được xem, được nghe, được sinh hoạt vui chơi, được cười đùa thoải mái. Tại địa điểm này, nhóm Hạt Cát Vàng còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh. Những đứa trẻ đầu trần khát nắng, lúc đầu còn e ngại, nhưng dần về sau đã dạn dĩ hơn. Kết thúc buổi cắt tóc, chẳng ai nhớ nổi đã làm cho bao nhiêu em có một mái đầu gọn gàng, sạch sẽ hơn để đến trường. Hầu như là chiều nay em cũng có mặt ở cái chương trình của Hạt Cát Vàng. Và mỗi lần đi thì sẽ có những cái mọi cảm xúc khác nhau. Của em rất là vui và cảm thấy mình làm việc thiện, mà cảm thấy nó có ý nghĩa. Sau thời gian sinh hoạt vui chơi, 858 phần quà trung thu đã được tặng các em. Mỗi phần quà bao gồm lồng đèn, bánh trung thu, dụng cụ học sinh. Trong đó có 100 phần quà đặc biệt cho học sinh nghèo và khuyết tật là cặp, ba lô, sữa tươi, tập, sổ tay, vân vân. Thay mặt cho ban giám hiệu trường cũng như tất cả phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh của trường rất là vui mừng vì hôm nay có đoàn công tác xã hội Hạt Cát Vàng đến tổ chức những cái hoạt động rất là vui, rất là bổ ích cho trẻ em ở vùng sâu của huyện Tân Trụ ạ. Thay mặt địa phương thì rất là cảm ơn, rất là quý cái công tác xã hội của Hạt Cát Vàng đã chung tay chung sức cùng với xã để lo cho các em một mùa trung thu vui vẻ. Địa điểm tiếp theo mà Hạt Cát Vàng dừng chân chính là xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Chùa Long Thành, di tích lịch sử cách mạng thời chống Pháp và chống Mỹ, là điểm tập kết của hơn 100 em thiếu nhi và 150 hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhanh chóng triển khai công việc của mỗi người, nhịp nhàng, chuyên nghiệp, mọi việc đã sẵn sàng để đêm hội trăng rằm cho lũ trẻ vùng sâu được bắt đầu. Cũng như địa điểm trước, tại đây các em đã được cười vui với các anh chị ca sĩ và tình nguyện viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cách hơn 100 cây số thôi, nhưng với các em, nơi ấy đã là xa lắm. Và vì thế mà các anh chị quản trò, những nghệ sĩ biểu diễn, ai nấy đều hết mình với các em. Ảnh hưởng cơn bão số 4 khiến trời mưa không dứt từ trưa. Thế nhưng đến giờ rước đèn, trời bỗng trong xanh, tạnh ráo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì đã phá tan niềm lo lắng trời mưa sẽ làm ướt đèn, ướt áo, nhòe cả niềm vui đơn sơ của tuổi thơ vùng quê nghèo. Những chiếc lồng đèn giấy đủ màu sắc giờ đây đã lung linh trên tay các em trong khuôn viên chùa Long Thành, đượm mùi cây cỏ sau mưa, cảnh sắc không gian sao mà dễ chịu. Những phần quà tuy không quá nặng về giá trị vật chất, nhưng đậm nghĩa tương thân đã được trao cho bà con nghèo ở vùng này. Để có được những phần quà này, các thành viên trong nhóm Hạt Cát Vàng đã vận động trong cộng đồng Facebook và các mạnh thường quân khắp nơi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bấy nhiêu thôi cũng đã là quý lắm đối với bà con ở nơi này. Hoạt động diễn ra chỉ vẻn vẹn trong một buổi chiều tối. Thế nhưng, những gì mà đoàn làm được cho bà con nghèo và các em thiếu nhi lại nhiều hơn những gì có thể nhìn, có thể đếm, đo bằng con số. Mọi người hài lòng về kết quả làm được, bởi ai cũng có phần đóng góp theo cách của mình cho sự thành công chung. Trong cái chương trình này thì cảm xúc nó rất dân tràn nhiều hơn. Có những bé đã từ rất là xa đã đến đây từ rất là sớm để chuẩn bị cho trông đợi cho đoàn đến, và đoàn cũng đã vượt qua hàng trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh đi qua Long An và bây giờ đã đến được đến Trà Vinh. Thì đây cũng là một cái tấm lòng của đoàn,
và em cũng có thể góp được một cái phần nhỏ và của bản thân mình vào trong chương trình của đoàn ngày hôm nay. Đây là lần trung thu đầu tiên mà nhóm được đồng hành cùng với Hạt Cát Vàng và xuống tận vùng sâu vùng xa ở chùa Long Thành và gặp các em nhỏ. Hôm nay là cảm thấy là bốn ca sĩ này trẻ lại rất nhiều và rất là vui à. Tại vì tụi em lúc nào cũng muốn hòa mình đến đem niềm vui đến tất cả các bé ở đây và cả những nơi khác nữa, những vùng sâu vùng xa và những cái bé mà chưa có đủ điều kiện để được chơi trung thu. Nhóm bốn người rất là hạnh phúc khi được đồng hành cùng Hạt Cát Vàng và hy vọng rằng các bé có một cái mùa trung thu rất là trọn vẹn đúng với lứa tuổi của mình và đúng với cái niềm vui của mình nữa. Trung thu vui vẻ. Cũng trong chuyến đi này, những bạn trẻ nhiệt tình với công tác xã hội của nhóm Hạt Cát Vàng còn đem quà trung thu đến cho 100 trẻ em hội khiếm thị Tiền Giang, là trẻ em khiếm thị hoặc con em gia đình khiếm thị. Những phần quà nhỏ bao gồm lồng đèn, bánh trung thu, ba lô, sữa, bút, dụng cụ học tập, có giá trị tinh thần rất lớn vì đã động viên những đối tượng khuyết tật, đồng thời xây dựng được niềm tin nơi các em rằng xã hội luôn quan tâm đến người khuyết tật. Tính ra trong mùa trung thu này, nhóm công tác xã hội Hạt Cát Vàng đã tặng tổng cộng 1.558 phần quà học sinh và 150 phần quà cho hộ nghèo, tổng chi phí 98 triệu đồng và nhiều hàng hóa quà tặng của các mạnh thường quân. Hành trình đi về vài trăm cây số khép lại bằng những niềm vui, hạnh phúc, song cũng còn những trăn trở, băn khoăn. Cuộc sống của bà con mình ở nhiều nơi sao vẫn còn lắm khó khăn, vất vả. Và vì thế, trong trái tim mỗi thành viên Hạt Cát Vàng lại vang lên lời ước hẹn sẽ lại chuẩn bị cho chuyến đi sau ngay khi chuyến đi này chưa kết thúc. Trong khi các nhóm công tác xã hội, các hội đoàn lên đường đến với trẻ em vùng sâu vùng xa để tổ chức trung thu cho trẻ, thì ngay tại thành phố, nhiều hoạt động vui hội trăng rằm cũng đồng loạt diễn ra. Năm nay, lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban điều hành Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình Trung thu mơ ước. 1.000 trẻ em đến từ các mái ấm, nhà mở, trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố đã có những khoảnh khắc ý nghĩa khi cùng đón không khí trung thu với nhiều hoạt động thú vị. Bỡ ngỡ và thích thú, đó là cảm giác của các em. Dù đường sách thành phố đã mở ra gần một năm nay, thế nhưng với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tham quan và hòa mình vào không gian sách rộng lớn như vậy. Ngày hội Trung thu mơ ước diễn ra với rất nhiều hoạt động phù hợp với sở thích của trẻ nhỏ, với muôn vàn hình ảnh và sắc màu lung linh, thu hút sự tham gia của những đứa trẻ ít có dịp được hưởng những niềm vui tuổi thơ như thế. Chúng tôi được sự cộng hưởng và hưởng ứng của khá nhiều cái tổ chức doanh nghiệp để cùng chung tay với chúng tôi tổ chức cái hoạt động ở sân chơi này một cách đầy đủ và có ý nghĩa nhất. Mong mỏi của những người thực hiện là làm sao duy trì được định kỳ hàng năm, nó trở thành một cái hoạt động cứ đến mùa trung thu hàng năm thì chúng tôi sẽ dành ra những cái ngày thật là hạnh phúc nhất cho các cháu. Không khí Tết trong trăng đến thật gần khi những giai điệu bài hát trung thu được biểu diễn sôi nổi và rộn ràng. Các mạnh thường quân tham gia chương trình cũng không quên phục vụ cho các em những phần ăn, nước uống. 1.000 phần quà được vận động từ các nhà hảo tâm trong thành phố đã được gửi đến các em. Mỗi phần trị giá hơn 300.000 đồng, gồm bánh trung thu, lồng đèn và những dụng cụ học tập phục vụ cho năm học mới. Trung thu hôm nay rất là ý nghĩa với em, làm cho em rất là vui. Em mong là sẽ có nhiều cái lễ trung thu như vậy nữa. Điều em thích nhất hôm nay là được trang trí lồng đèn truyền thống của các bạn và được xem những tiết mục văn nghệ và của các anh chị ở đây. Em rất là may mắn khi mà em được tham gia vào cái hoạt động như vậy. Thì đây là một cái hoạt động xã hội, nó mang cái ý nghĩa rất là lớn đối với chúng em. Thì nó làm cho chúng em là hòa đồng với xã hội hơn và giúp chúng em cảm thấy tự tin trong cuộc sống. Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình Trung thu mơ ước đã trở thành một dấu ấn văn hóa dành riêng cho trẻ em thành phố khi kết nối giữa nét đẹp truyền thống, ánh sáng hiện đại và văn hóa đọc sách giữa lòng Sài Gòn. Nhưng ý nghĩa hơn cả là cùng kêu gọi cộng đồng quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết Trung thu vui vẻ như bao trẻ bình thường khác.
có những em lần đầu tiên, mặc dù là ở quận 7 nhưng mà lần đầu tiên ra trung tâm thành phố. Và khi mà các em được tham quan building thành phố, nhà thờ Đức Bà và các em được chơi như đây thì mình thấy là các em rất là phấn khởi, rất là vui. Và hy vọng là mình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa qua các năm sau. Hằng năm, cứ mỗi kỳ trăng tròn tháng 8, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng lại đứng ra kêu gọi bạn bè, khán giả Mạnh Thường Quân cùng với mình chung tay tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm, nhằm mang không khí trung thu đến với các em bệnh nhi tại các bệnh viện trong thành phố. Năm nay, lễ hội trung thu được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và được sự đón nhận của ban giám đốc bệnh viện, đặc biệt là sự đón nhận của các bé bệnh nhi đang điều trị tại đây, mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi vì mưa to gió lớn. Ngày hôm nay thì với một cái thông điệp mà muốn chia sẻ niềm vui với tất cả các em nhỏ, đặc biệt là các em bé có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thì Phi Hùng đã cùng những người bạn tổ chức chương trình Vui Hội Trăng Rằm, mong muốn cho các em sẽ có một mùa trung thu thật là vui vẻ và đầm ấm. Và đây sẽ là những ký ức khó quên nhất đối với tuổi thơ. Và Hùng nghĩ rằng là trẻ thơ thì lúc nào cũng xứng đáng được nhận những gì yêu thương nhất. Hơn 700 phần quà trung thu gồm bánh kẹo, sản phẩm dinh dưỡng, lồng đèn đã được ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vận động các văn nghệ sĩ, tiểu thương đóng góp suốt một tháng qua. Và họ đến từng giường bệnh, tận tay trao quà và hỏi han những thiên thần kém may mắn. Các em nhỏ ai cũng vui vì được quà. Còn các bậc cha mẹ được động viên an ủi nhiều hơn vì nhìn thấy con em mình cười nói, được quan tâm, chia sẻ. Cùng gặp nhau ở những tấm lòng dành cho các bệnh nhi tội nghiệp, nên hoạt động ý nghĩa này ngày càng nhận được nhiều sự đồng hành của các nhà hảo tâm, tình nguyện viên. Mỗi người góp một chút công sức, vật chất để ngày vui thêm trọn vẹn. Người tặng đội múa lân, người góp dàn âm thanh ánh sáng, người tập hợp quà tặng, vân vân. Với sự kết nối của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ngày Tết Trung Thu của trẻ thơ đã diễn ra tưng bừng trong không gian đặc biệt này. Hôm nay mọi người rất là hạnh phúc và phấn khởi khi đến đây, các em vui vẻ. Từ chúng tôi tặng cho món quà nho nhỏ các em, mong rằng các em nó khỏe mạnh, mau hết bệnh và cũng rất là phấn khởi. Góc sân khu E Bệnh viện Nhi Đồng 1 trở thành sân khấu náo nhiệt, khác hẳn không khí ngột ngạt ngày thường. Và chị Hằng, chú Cụi xuất hiện cùng tiếng trống lân, mang đến không khí rộn rã mùa trung thu. Những tiết mục văn nghệ, ảo thuật, kịch nói lần lượt được trình diễn trước hàng trăm bệnh nhi và phụ huynh. Có lẽ lâu lắm rồi, các em mới được vui chơi, thưởng thức văn hóa, văn nghệ đặc sắc như vậy. Vì ốm đau, bệnh tật hoặc vì một lý do nào đó, những đứa trẻ trên tay vẫn còn vết kim tiêm, dường như bỏ quên bệnh tật để vui trung thu như bao trẻ nhỏ khác. Không gian bệnh viện trở nên sôi động hơn hẳn khi các em cùng lên sân khấu, nhảy múa và cùng hát với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng những giai điệu quen thuộc của Tết Trung Thu. Chương trình này là có rất là nhiều ý nghĩa và tạo điều kiện cho bé, những đứa em bé bệnh không được về quê ăn Trung Thu thì tạo điều kiện cho bé có dịp ăn Trung Thu tại bệnh viện. Và cảm ơn chương trình rất nhiều. Các bé ngoài cái vật chất ra thì các bé cần cái tinh thần để các bé vui. Và những có những cái bé mà phải nằm ở bệnh viện mà hết ngày này qua ngày khác á, thì như bệnh viện như là nhà của các bé rồi, cho nên đôi khi các bé rất là tủi thân khi mỗi cái dịp lễ, nhất là dịp lễ Trung Thu như thế này, thì mình nghĩ là đem lại một cái tinh thần cho bé bằng cái việc mà đem lại những cái chương trình văn nghệ vui vẻ cho các bé, thì đó cũng là một cái liều thuốc tốt cho bệnh nhi. Một mùa trăng thu nữa lại về, trong cuộc sống tất bật thường ngày của những số phận trẻ thơ khốn khó, vẫn còn đó tình thương mà người lớn đã dành cho các em. Bằng những việc làm đầy ý nghĩa, những tấm lòng vàng đã cho các em thêm một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Mong rằng các em sẽ lưu giữ trong ký ức của mình về một mùa trung thu nhiều kỷ niệm. Quanh các em chẳng phải chỉ có bánh, có đèn, có chú Cụi chị Hằng hiện ra từ cổ tích, mà ở đó hiển hiện rất thật, rất rõ sự nồng ấm tình thương của biết bao người lớn đã luôn yêu thương và quan tâm đến các em từ vật chất đến tinh thần.